Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều anh em gọi điện để hỏi về đẩy công suất có thể chơi tốt một cặp loa full 30 hoặc là full 40 ở không gian ngoài trời. Và khẳng định các bác luôn là với một con công suất từ 600 tới 700W nhé, nếu mà RMS và công suất đủ của nó thì anh em hoàn toàn có thể là chơi căng đét. Các bác chơi căng đét một cặp loa full bass 30 từ 19 của 16 ở không gian ngoài trời là rất là vô tư. Và hiện tại thì em đang có lô đẩy Somu MI700. Lô đẩy này thì em về khá là lâu rồi, tuy nhiên thì cũng chưa có bất cứ một cái video nào về cái lô đẩy này cả. Chỉ có livestream lên thôi. Và lô đẩy em về là bảy mấy con các bác nhá. Hiện tại bây giờ chắc còn là tầm hơn 20 con gì đó. Thì nhân cái tiện hôm nay có test một bộ âm thanh karaoke cho bác khách ở Bắc Ninh với đẩy Somu vang X5 và Mixpire, thì em cũng sẽ test luôn cả về cái sức mạnh của cái dòng đẩy này cho mọi người nắm bắt được các bác nhá. Đó, đẩy Somu MI700. Con này là mạch class H, mặt phay nhôm màu trắng, volume âm lượng hai bên. Và ở chính giữa màn hình đây, nó sẽ là phát sáng các bác nhá. Khi chúng ta cắm nguồn vào, bật cái con đẩy lên ấy, thì vị trí này nó sẽ phát sáng này. Và bên trong của nó sẽ có ba con đèn LED ở đây. Đấy, mạch class H. Lô này em về thì em chỉ có gọi là thổi bụi qua đấy các bác nhá. Thậm chí là con này còn chưa vệ sinh kỹ đâu, mới chỉ có lau cái mặt thôi. Mặt thì rất đẹp rồi nhá. Ở bên trong nó sẽ có một cái lớp chống bụi này. Nguồn to, mạch class H. Size con này thì nó chỉ có ba mấy phần rồi các bạn ạ, ba mấy cm rồi. Đây, em đo tổng thể ạ. Ba mươi bảy cm các bác nhá. Chiều dài là 37 cm. Và con này còn cái tai ở đây, nếu anh em bỏ tai ra thì nó chỉ còn 36 cm thôi. Đó, tay này tay rời các bác nhá. Anh em có thể là tháo ba con vít này ra để bỏ tay ra đều được. Đấy, hai cái tay này là tay rời hết. Sò NGV kép. Và tất cả những con vít sò mọi người nhìn đấy ạ, nó là còn vàng ươm luôn. Rất xịn các bác. Đó, con này vệ sinh một chút nữa, cực đẹp luôn anh em nhá. Đấy, sò NG. Nguồn rất là to. Con này size nó ngắn như vậy nhưng mà nó khá là nặng, bởi vì cái phần nguồn nó khá là lớn các bác nhé. Tụ tất cả là phẳng đét cho anh em, hầu như là không có si hao gì luôn đấy các bác. Rất xịn sò. Quạt này nó sẽ sử dụng hai quạt là 24V các bác nhé. Đó, cho nên là cái dòng máy này chơi cực kỳ lành luôn. Nếu mà nói về độ bền, độ lành thì con này nó là thuộc top rồi các bác. Và cái quan trọng nhất ở đây ấy, đó là công suất của nó rất là mạnh và cái tiếng của nó bao hay cho các bác luôn. Riêng dòng đời Somu này tiếng em bao hay luôn. Đây đằng sau cái lô này ấy, tất cả những cái tem vỡ đấy các bác này, những cái tem nó bắt cái nắp, cái thân máy ấy, còn nguyên hết. Tuy nhiên thì vấn đề vệ sinh này em buộc phải tháo ra nha. Còn hầu như cái tem bảo hành này còn nguyên hết các bác này. Đấy, nguồn vào này, ra loa này nó sẽ ra cả cái trạm thông thường và jack music như vậy. Tín hiệu đầu vào và đường link ra một con đẩy khác. Kèm theo đó là những cái nút gạt. Đây em chưa thổi bụi luôn này các bác ạ. Đấy, nút gạt này, độ nhạy đầu vào này. Và các chế độ chơi Ste, Parallel và Bright. Cực xịn luôn anh em ạ. Tất cả là nguyên bản tuyệt đối anh em nha. Bên Hoàng Anh bán ra 100%, hàng có sửa chữa gì nhỏ nhất cũng sẽ báo rõ cho anh em. Cực ngon luôn. Đó. Và hiện tại thì em đang phối ghép cho các bác để đánh ngoài trời các bác nhá. Là một đẩy Somu MI700, một cặp loa full 40 cardio. Công suất con này rất là mạnh nhá, thùng lớn. Con này 35kg một quả, chiều nay cũng đang phải gửi đi rồi. Các bác ạ, con này công suất của nó ấy là 650W. 650W nhá. Đây, đánh từ Somu ra, vang số X5. Trước tiên ấy, trước tiên nhá, thì ở con đẩy này, để em cho anh em nhìn thấy, con đẩy này em sẽ cho nó hết cỡ. Hết cỡ đẩy nhá, gọi là chơi hết gai hết số luôn các bác. Ở trên vang em cũng tăng hết, tăng bét nhà này luôn đi. Nhưng mà em chẳng thấy như vậy. Giọt nước mắt ông
âm lượng của loa phù 10 nó phá ra cái mức trên 70, nó quá lớn luôn, rất là khó chịu. Và một cái điều cũng rất là quan trọng để chứng minh thực tế đó là về công suất của đẩy, đó là ngoài cái công việc chúng ta chơi nhạc ở không gian ngoài với công suất lớn mà đã, một khi đã báo là 600-700 chơi ở ngoài trời phun 30 từ 19-76 là anh em chơi bét nhà, chơi có thể chơi cháy loa được luôn, chơi nát loa được luôn các bác nhé. Cho nên là còn một cái vấn đề nữa, đó là cái tiếng micro. Nếu một con đẩy có thể anh em người ta quảng cáo là 600-700 chưa, chơi ở ngoài hoặc là chơi trong nhà cũng vậy thôi, chơi nhạc em không nói đến, nhưng mà nếu alo cái tiếng mic ra, nếu mà hơi hơi lớn lớn tiếng mic một tí ấy, mà nó bị vỡ tiếng ấy, thì nói thẳng với các bác luôn, đó là tại con đẩy các bác nhá. Con đẩy nó không đáp ứng được. Cái này thực tế đã chứng minh rất là nhiều, thậm chí có nhiều anh khách đến có phải là mua loa mua đẩy và xuống để em phối ghép thêm vang thêm súp ấy, thì cũng đã gọi chứng minh cho anh em biết được chỉ có trên 40% một chút thôi tiếng đã vỡ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ alo tiếng mic nhá. Lê bột hay em cho tiếng mic nó chạm ngưỡng hú luôn ạ, lớn lên chút nữa cho chạm ngưỡng hú luôn nhá. Lê 6 7 một bột hay Alex Alex, đây là chạm ngưỡng hú. Chiều buồn nghiêng nắng, biển vẫn lang thang cô đơn mình ta, mây lang thang bay khắp chân trời. Lê một hai rất lớn các bạn nhé, âm lượng rất là lớn đấy ạ. Và anh em yên tâm ạ, 100% đây là em test với full 40. Còn về anh em chơi full 30 trong gia đình thì em nghĩ rằng là nó quá thoải mái các bạn nhé, nó quá thoải mái luôn. Và dòng đấy Sumiu này, tiếng kể cả là nhạc, cái tiếng bass, cái độ chi tiết của nó cũng như là khi chúng ta hát karaoke, bao các bác cực kỳ hay. Và giá hiện tại em đang bán ra chỉ có 3.500.000 một con đấy này các bác nhá. Giá 3.500.000 một chiếc. Hiện tại thì em còn đâu đó tầm hơn 20 chiếc gì đó. Đó. Trong những chiếc cuối cùng này, nếu bác nào có nhu cầu mua, em đề xuất luôn, mạnh dạn đề xuất luôn, tặng cho anh em 10 mét dây loa hàng xịn, đã được đấu hai đầu new trick cực xịn cho anh em luôn. Trị giá của bộ dây này là gần 300.000, 280.000 các bác nhá. 280.000 cho bộ dây loa này. Và anh em mua đẩy Sumiu, em tặng kèm cho anh em 10 mét dây loa đấu sẵn hai đầu điều trích. Tất cả cửa hàng, tất cả hàng em bán ra đều được bảo hành 1 tháng 1 đổi 1, 3 tháng sử dụng. Cam kết tất cả hàng không qua sửa chữa. Và nếu có sửa chữa nhẹ bất cứ một cái phần nào trên con đấy này, em cũng sẽ thông báo rõ và sẽ có một cái mức giá thanh lý phù hợp cho tất cả các bác. Bây giờ đang quan tâm, liên hệ trực tiếp với Hoàng Ngâm Thanh số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa em xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.